Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi review cho quý vị và các bạn một cái không gian ăn sáng của cái khách sạn 3 sao phục vụ cho khoảng 66 phòng. Đây là Clean Bay Quảng Ninh. Tôi thấy không gian nó khá là đẹp, anh chị có thể tham khảo. Nếu mà có về Quảng Ninh thì qua đây ủng hộ cho khách sạn. Clean Bay thì ở đây hình như là xây dựng 14 tầng. Không gian ăn sáng theo kiểu buffet này. Mùa dịch bệnh cho nên là khách cũng khá là ít, nhưng mà thông thường thì khách ở đây rất là đông. Sức chứa cho được khoảng khách sạn 66 phòng, khách sạn 3 sao. Ông chủ khá là kỹ tính và làm khá là trau chuốt, khá là đẹp, sạch sẽ. Tất cả các vấn đề bố trí thì với góc nhìn của tôi thì thấy là khá là phù hợp. Nó không nó về cái không gian để mà sử dụng cũng như là về cái thẩm mỹ. Đây, cũng xây khá lâu rồi nhưng mà mọi thứ đồ trông vẫn còn rất là đẹp. Không gian bên trong này là cái phòng khu vực phục vụ rồi. Bếp rồi. Khu này nó bố trí một cái như kiểu cái giếng trời ấy. Nước chảy. Ngồi ăn ở đây cũng rất là thư giãn này. Mặc dù chỉ là khách sạn 3 sao nhưng mà làm rất là cầu kỳ. Anh chủ ở đây chắc là sẽ rất là người rất là cẩn thận. Diện tích thì không được rộng đâu nhưng mà bố trí nó rất là hợp lý. Buffet mùa Covid đấy. Khách ít cho nên là khách sạn sẽ phục vụ theo theo suất. Đồ ăn cũng rất là tử tế. Anh Tân chào khán giả phát xem nào. Rồi, xin chào. Đây là khu vực này mà phục vụ đồ uống này. Thường thì có trà, cà phê, nước ép hoa quả, bánh ngọt. Vâng, cảm ơn toàn thể khán giả, quý vị và các bạn. Tôi xin dừng video ở đây, xin hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Khi mà tôi đi công tác về bất kỳ một cái vùng nào mà tôi thấy các cái không gian có các cái tiện ích ở trong các cái khách sạn hay ở bất kỳ một cái không gian nào mà nó có lợi ích để mà cho chúng ta có thể tham khảo, để chúng ta có thể thiết kế cho các cái căn nhà hay khách sạn hay bất kỳ một cái nhà hàng nào đấy của mình, thì tôi quay lại để anh chị có thể tham khảo.
Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại vào cái video tiếp theo.